Why you run away? Nè, look Yes. nha, video, hungry. Okay. 你是好男人啊。Bạn là một người đàn ông tốt. Đúng. Đúng. Không tốt không được. Không tốt không được anh ạ. Không tốt là vợ nhốt ở nhà luôn, hiểu không? Quan xí à. Tôi có thể là kẻ xấu, không sao cả. We find people. Body, body, no, that, no, like, body. Ai da. Bang bang. Yes, right. I'm here, but today I poor. You pro? Yeah, chơi đùa chơi đùa, ban ngày là nhiều cơ hội You pro. Okay, find your thắng. rich Bây giờ thế friend. là bây giờ như nào em ơi? Find your rich friend, maybe. Find your rich Mỹ friend. Yeah. Someone want to join. Wait. đúng À đây rồi. Ai anh dồ. Huấn. Đúng rồi. Nói chung Hello. là để mà chơi cái kèo anh Huấn đi chơi kèo nhảy nó đẹp. Wow. Hello Anh à, Huấn anh ạ. Ui rồi. Bây Bây giờ giờ nick này sao này bố nick sư? nào đấy ạ? Hey, ai, mình Bây giờ nick chung, kia bị mình quảng để phong có rồi. tư chỉ. Lại khoảng. Bán hàng nhiều nên tiêu mà đã quá bị à khóa anh? rồi. Tại cái tội mà lên trên mạng này cứ đi nhìn ngực của mấy cháu thế là bị khóa. Ôi Hello anh nước bạn nhá. Zack 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 hello, zack zack đẹp trai. Liang Zai, ok, Zack Zack đẹp Liang. zack đẹp trai. Đẹp Em sao? trai, đẹp trai, Con ok. rể Zack đẹp trai. Đẹp trai, ok, Chào bố bà thank chưa? you. Chào bố bà chưa. Tốn. Ok. Chị bao băng dịch đi, Ok. chị bao băng dịch cho Jack hiểu đi. Anh muốn nói lại đấy, anh muốn nói lại đi. Có nghĩa là anh muốn anh bảo là Jack có làm con rể anh ấy không? Nhà toàn siêu xe thôi, không có gì mà siêu xe cả. Nói đi. Ok, để chị bảo ông. Ok, let's Jack nó vừa bảo là anh thắng được nó mới làm con Cái gì? Nó anh thắng được nó mới làm con rể anh. Em mới Jack một em mới Jack một quân á. Vâng. Double tap, double Thì anh đang có mắt à? Ê, thế thì anh hơi bị nhầm rồi, chị bay băng một mình thì cân bốn thằng em. Thôi thôi Thắng thôi, này. nhà chị cũng anh nghèo. Không chơi lại. Nếu mà anh em mình mà thắng nha bằng nha. Anh ơi, anh em mình thắng thì làm sao là anh để em lấy động lực nào? Anh bỏ Sao vợ tôi xuống cho em anh luôn. cho ta岳父à? Ta... Xin lại cho tôi 10 cái sao đỏ. Bia cho tôi họa đại bỉ. Tôi xem như là bị họa bỉ đó rồi mà. Ai bị lag á mọi người? Em bị lag hay là ai bị lag đấy? Thank you Nana, Tao thank mọi you người. Trời ơi, anh huấn lại còn anh huấn lại như khác à? Mic kia của anh đi bị phá mom rồi. Sixty Anh ơi, thế seven khả năng people. thắng Roses. khó nhỉ? Đã đây. Đã. Cưới thêm bắt nữa đi đi Đã đi đi còn đi một bây giờ nữa cưới à? họ xong. Anh vơ vẩn. Không, tức là One people, one rose. Đã. Tổ chức riêng anh em mình ấy. À. Em tưởng anh bảo em cưới thêm bắt nữa. Thực ra anh có bảo cậu là lấy thêm vợ nữa đâu mà. Tức là bây giờ hôm nọ là anh chưa được ăn cưới. Được, Thế cái là đấy bây thì giờ đơn là giản. hôm Cái cậu đấy sắp thì xếp đơn đi giản. anh để tổ chức ở nhà anh. Anh em Ok, mình cái đấy thì đơn giản. Em ở ơi. đây mà em lấy thêm vợ nữa là tở hơi đấy. Mày Tụi lại em bị nó tổ chức. phát được dưới nhà nó lao lên là không chạy được đâu. Thì anh bây giờ thì anh xấu Ôi không bao giờ anh nghĩ các em ơi. xấu giống anh Không đuổi đâu. dân tôi.
Dạ vỡ hờ mọi người, nhân đôi. Chết rồi. Thank you chị Cát, cảm ơn mọi người. Băng ơi. Dạ. Thế đây anh em mèo, dạ. Mong biết tới đây. Anh ơi, em tin vào anh. Em tin vào fan nhấp tay nhà anh. Cảm ơn tay. Cảm ơn Linh, cảm ơn Lucky. Bên anh nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn 14.000 anh chị em. Thế thôi. Không có ai cơ. Rách là đẹp trai. Đẹp trai. Nụm đi anh. Hả? Nụm nó đi. Hỏi nó có làm con gì anh không? Nó bảo gì? Nó bảo là anh có bao nhiêu cái siêu xe. Mày làm con rể bố chỉ xuống thôi. Từ bao gì? Nó bảo gì? Nó bảo là anh đừng có nói phét. Nó bảo thế. À thật, uy tín. Uy tín. Anh Huấn anh bảo là uy tín. Bảo là con gái bố xinh nhất TikTok. Jack. Yes. Baby anh Huấn. Baby anh Huấn. Girl cái gì nhỉ? Hot girl. Beautiful. Hogan. Beautiful. Beautiful. Body là 90. Lợn. What's that? Okay, 1 minute left. Một phút nó sẽ đến ngay. Con minute là 1 phút anh vừa ạ, 1 phút nữa nó bay đến nhà anh rồi đấy. Thì cứ từ hôm nay cơ xong cái gì, bây giờ cậu đang ở đâu rồi? Em đang đi đâu? Bây giờ cậu về? Em đang ra mà. Khi nào về thì qua nhìn tổ chức cho cậu nhá. Mấy anh em ngồi. Ok anh. Uy tín. Sao của anh toàn tay ra đây này? Hello đi. Thank you, yêu sis. Bạn ơi. Anh em nhiều khi nhục quá nhỉ. Vâng, anh ơi không sao, từ chờ em đang nạp tiền, em nạp vài cái TikTok in universe. Anh chờ em tí. Em đang nạp. Thôi chị ơi, nốt kèo này em về đấy, chị không phải nạp nữa đâu. Em phải tự đơn thế. anh ơi, chị ơi, có khi thank em you, đi về đây. Bye bye mọi người nhá. Hôm nào về thì okay. Chị đã không có ai, vừa mới bật lại. Anh nhá. Ok cậu. Jack. Yes. Bye bye. Ok, bye bye. Thank you the villa, thank you. Ok, bye bye Jack, bye bye. Bye bye anh em, chào anh Huấn nha. Bằng bằng ơi. Ok, để cho em. Một trận thôi, thắng phát là về ngay. Thì thắng nó đi về. Jack. Yes. Đáp nhá. Jack. Go BK. Go okay. BK. Lose. Ok BK. Win. Bye bye. Ok. Ai yo chai win kai chung. Hello. Hey, hello. Anh nghe nói là đợt này là mày đang làm mưa làm bão ở top ngày Việt Nam đúng không?
Làm gì có. Anh nói thế. Làm mưa làm gió làm gì có. Anh nói thế. Mọi người bảo thế mà này. Đấy là mọi người trêu anh đấy. Tại vì em toàn like vào 11 giờ ấy anh. Xong rồi qua 12 giờ phát là em like đến 1 giờ. Nên là giờ đấy ít người like nên là em vào top. Ừ. Thế bây giờ em cứ mời một người nào mà em cảm thấy tin tưởng nhất để đánh với anh mới rách. Who is friend of the villa? Friend with the villa. Không, bây giờ anh mới rách bây giờ. Thank you, are you? Thank you, Holy Neil. Nhau rồi bây giờ chả nhẽ vì Trailing. Em rách rách ra thì nó bị mất quan điểm ấy. Thế á? Ví dụ mà không có rách, anh sẽ ở bên đội của em. Thế mời ai đây nhỉ? Tuấn Anh á, mọi người bảo Tuấn Anh đi. Sơn sói nhưng mà có thấy Sơn sói nay đâu. Thêm for the kiss. Sơn sói không nay. Chết thì mà mời báo villa nữa thì... Bảo là anh ơi đi em trả kèo luôn cho. Mày thích mời ai Tuấn thì mày mời. Nhưng mà Tuấn Anh không mở mời. Mọi người bảo Tuấn Anh có chơi BK không để mở mời lên. I know. Lên là nice. À đây rồi. Anh mày em à. Ê nó chẳng có kiểu. Em với cả không bao ạ. Bên anh với Jack. Không bao ạ. Miu đã. Anh với ai? Không bao ạ. Anh với Jack. Không bao ạ. Minna. Ồ. À nó Minna sao? Sao anh với Jack đi? Spitzer ga. Spitzer ga oni takai desu. Spitzer ga oni takai desu. Nên là melon to bara o. À nó mô melon ikenai yo tte hito bara de. Nên mà gì de à nó y jou na ninzu. Ôi chào mày. Honto ni. 本当にあの50何人、60何人、70何人来るから、あの全員マジちょっと準備頼む。ニューちゃんありがとう。お久しぶり。あ、最初からなっちゃったか。ホンダ、東芝、ヤマ。Nhà của Jack chứ phải nhà của bà kia đâu mà mọi người cứ đổi cho bà ấy khổ mệt mỏi. Táp táp mọi người.
64 bông. Ừ. 64 bông thì tự nhiên lôi sang đây thì móc đâu ra 64 bông rồi. Mọi người bên anh Đạt cho em chạy sang đây chung được. 64 bông mọi người. Ô, đợi chuyện gì vậy mình không biết. Mình chịu. Chuẩn bị nhân đôi nha mọi người, chuẩn bị nhân đôi. Thế... cái gì đây? Anh Đạt chơi này không cân anh ạ. Anh chơi này. Tuấn ơi Tuấn, hình như là ở của anh nó có cái TikTok style là cái gì đây này? Đây, anh, quả em cũng có, anh chẳng xong đặt đêm. Mày sang mày thả thử cái xem nó như nào. Hay quá mà. Anh chưa. Double mọi người ơi, double. Anh chơi với chồng em như này xong anh còn đấy này bắt em đi chơi với cái bà này, em chả hiểu bà này nói gì nãy giờ. Không hiểu à? Không. Em cảm ơn chị. Tắt ra tiếng đồng đội đi. Không chơi với đồng đội nữa. Em cảm ơn mọi người, cảm ơn 14.000 anh chị em nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tap tap mọi người, tap tap. Mình có biết đâu, chả biết gì, không hiểu một cái gì. Tập em tiên tính cho không có. Tôi cứ bật lên để tôn trọng đồng đội. Thank you Erling, terima kasih. Tôn trọng đồng đội. Bên anh Đạt mạnh lắm anh. Tôi đây. Anh dặn. Mọi người bảo là mày muốn cướp rách thì hãy bước qua xác của mọi người trước đi. Nói chung thì anh vẫn đứng ở phía em. Nói chung là em có như thế nào thì anh đằng sau để anh đỡ em dậy. Nhưng mà cái ca này là hơi đông. Nên là anh nghĩ là... thôi em ạ. Anh em mình về nhà anh em ạ. Về nhà với anh em ơi. Đừng tranh cướp để làm cái gì nữa. Em cảm ơn chị Nhi Lucy ạ. Về nhà anh tìm một cách cho. Mọi người. Cái này thì mình nhìn chịu rồi. Anh đến là mình bỏ cuộc rồi mọi người ạ. Thôi về nhà anh tìm người khác cho mọi người đấy. Không được 10 thì cũng được 9. Cũng xem nhé. Đấy, đồng đội em cũng khỏe phết chứ đùa đâu, chẳng qua là không có ít ai thôi. Có khi còn bị úp dây cuối thế này chứ khỏe phết à. Cái bạn này nhìn giống cái bạn nào đóng pin. Vớ vẩn này còn bị táng phát dây cuối chứ đừng có nói. Hello Minder. Vẫn chưa đổi tên nữa đùa. Minder chơi này vẫn chưa được đổi tên. Chơi 4 không bắt được chuyện. Thank you mọi người. Thank you Min. Gì đấy? Anh ơi, khi em cảm ơn chị, cảm ơn em mini. Thank you Min, cảm ơn luôn. Tự nhiên 2 qua 6 điểm khi vào đây. Cảm ơn mẹ cấu 14, cảm ơn mọi người. Cảm ơn em mèo, cảm ơn gia đình nhà mình. Terima kasih. Chống lại đây ông ơi. Linh, cảm ơn Thố. Thank you Emily. Thank you Yawa, Mani, Ziva, Brand Neko, Erica. Thank you Nani. Thank you everybody. Hai mọi người chống lại đây. Đó. Đồng đội em thì em bảo đồng đội em chống đẩy kiểu gì? Không, đồng đội của em thì gơn thì nói làm gì? Vậy có một mình em chống đẩy á? Ừ, thì boy đi phải chấp nhận. Ôi giời, tự nhiên lôi sang bắt mình chống đẩy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok. Với mai cho cái. Thế thôi nhá, mai chơi tiếp nhá. Vâng. Mày đây là mày tính cái lôi sang. Trên bì bài với. Arigato. Arigato. Đấy. Đấy, em không thể quên như hôm qua được. Hôm qua hôm kia nhỉ. Mà em quên mình này nói đùa chứ em phải nhớ là lần trước mình thua một phát họ đi về luôn, mình thắng họ chơi tiếp.
Và thua là họ đi về đấy còn gì nữa, nên là mình phải để cái bài đấy. Thắng hát là mình đi về luôn, không cho gỡ. Dứt khoát là như thế thôi. Cái gì đây? Giờ chỉ có là anh đặt pin ra. Em ơi, chơi là sao? Thằng mày sao đây úp tao đúng không? Em đang đợi mà máu phải uống rồi mà đợi. Vừa rồi em xong mà. Bây giờ như này, bây giờ anh có cái keo như này này là cân nhất. Bây giờ có cái keo như này là cân nhất này. Dạ, anh cứ đeo kéo đi. Tắt nhạc đi, tắt nhạc đi. Máu tắt nhạc. Nhạc của tao mẹ ông. Quên, xin lỗi, xin lỗi. Bây giờ okay, anh. Chọn đội như nào? Nào, anh cứ ra thử cái ý kiến của anh để bọn em xem thử là hợp lý không này. Một mình anh cho ba. Nếu mà à, một mình anh cho ba. Ôi cha. Nếu như anh mà thắng thì bọn mày chống đẩy 30 cái. Được. Nếu như anh thua thì anh chống đẩy 15 cái. Đấy. 20. 20. Bọn mày chống đẩy 30 cái đi, chống đẩy 15 thôi. Mình anh chấp 3. Hay quá nhỉ, chấp 3 đấy, có tự tin không? Anh em có tự tin không? Nhưng mà chơi sao anh tính điểm như nào vậy? Chơi được chấp 3 anh cộng 3 điểm anh mình cộng lại. Mày làm cao hơn tao đưa đây thắng thôi. Cộng 3 điểm anh mình cộng lại. Tao có máy tính ở đây rồi. Tao có máy tính ở đây rồi. Để tí nữa tao cộng cho. Để chơi không? Chơi được. Được luôn. Vụt luôn. Anh em ơi để đẹp lúc nhân đôi cho mọi người. Mình có ai luôn. Tí nữa ạ. Tí nữa chơi kèo sau. Chết rồi. Anh Thành ơi, thế nên anh Đạt còn có cơ hội, có nhân đôi chứ ở bên bảo. Ừ nhỉ. Nhưng mà vẫn là tính điểm 3 anh em mình cộng lại cơ mà. Nếu em khỏe em cứ mang sang đến nhân đôi đi. Làm gọi mấy trăm đồng rồi. Tí nữa. Để thả cả lương một viên để kéo view quá. Cảm ơn mọi người bấm tay cho em ạ. Hảo ơi, anh Vĩnh ơi, chủ tịch ơi. Anh ra đây, tí nữa mình chơi kèo to luôn anh ạ. Nếu mà bọn em thắng thì hít đất 50 cái. Nếu mà... Mày đi mày hít cái gì? Nếu mà anh thua là anh phải bật vợ anh. Anh chơi không? Không được. Mai mùng 1 tháng 6 rồi, nãy ai chơi bật vợ. À quên. Tối nay còn sản xuất đi. Mày cứ ăn kèo anh đã. Nào, cái nhép nhép mà đẹp thịt khá đi mọi người ơi. Ừ, ơi, cho em thắng anh Đạt một lần thôi mọi người. 1-3 nhá. Em chỉ cần thắng anh Đạt một lần để cho bố mẹ em khéo ngang một lần thôi. Cảm ơn Thương. Mọi người bấm tay đi. Cho em thắng anh Đạt cái mai em khoe cả làng luôn. Nói phép tí đi. Sao mày anh vọng quá. Hết rồi. Ôi cảm ơn Thương. Ui. Cảm ơn mọi người. Kéo hai mọi người, tí nữa mọi người phải sang đây mọi người bấm tay. Lúc nhân đôi mọi người phải chạy sang để chi cái nhân đôi đó mọi người. Coi cái mọi người. Bên kia chơi X5 mọi người nói trước nhá. Hello chị Bé Mi. Mọi người chơi X2 là còn gì nữa. Bên kia chơi X5 đi. Bên kia chơi X5 đi. 55 bộ. Ui. 55 bộ mẹ. Chạy sang hai bên mọi người, hai bên chạy sang nhau đi. Chạy sang nhau đi. Tắt tiếng ba thằng này lại anh em ạ. Không, chúng nó gào mình điếc tai. Mọi người hiểu không? Mình bị mất tập trung. Nói chung là một mình chấp ba nhé mọi người. Chấp ba thằng quỷ này. Táp mọi người ơi, tập trung. Đấy, chơi một mình chấp ba là mình. quả kèo này. 14.000 anh chị em, táp cho mọi người ơi. Như cái chợ luôn, thì mình phải tắt tiếng cho nó ngay. Mình 10.000 rồi. Bên kia thì chắc chắn rồi, chỉ ngại thằng Tấn nó lên nhất nhân đôi rồi. Double mọi người ơi, double. Nhân đôi. Cảm ơn chị Khánh Hoa. Em cảm ơn chị Trân. Cảm ơn chị NT. Cảm ơn Hip Phi Rê. Cảm ơn chị Tuyền. Double, nhân đôi. Cảm ơn chị Khánh Hoa. Nhân chấp 3 đấy mọi người ạ. Thank you chị Phương. Đói. Xem nào.
để em cộng điểm. Thằng Mão nó bảo nó có máy tính, cảm ơn chị Thảo Như. Thằng Mão nó bảo nó có máy tính, thôi không phải máy tính đâu Mão ạ. Tôi thật tin. Không có làm đôi. Ừ. Đáng lẽ là anh Đạt phải chấp về 20 ca điểm chứ. À, chấp 3 này, 20 ca điểm thì 1 trong 3 là mày. Mẹ mà, nhưng mà nó khó, nó không có nhân đôi nhá. 55 người không lấy đâu ra view. Ừ, không có đủ bông hoa hồng để mà đập vào ấy. Thế nhớ đâu cái thằng ôi dồi ôi kia nó phang đâu cái có phải là tao, có phải là những người không? Ui, nhìn nhẹ ông em đi mọi người, anh, em đi mọi người. Cho em vay cái TikTok Universe mà em rẻ. Thật, với quà mới, quà mới 40k luôn mọi người. Nó nói phép đấy. Nó cái quà mới 40k cho em vay phát. Đang lên thân con đường cùng Đạt á. Còn nhưng mà em phải chọn được bên này thì em có ý khai chị không? Đấy. Nhưng mà mày cũng không lên điểm luôn. Có một cái mày không lên điểm đâu. Thằng ôi dồi ôi là nó hay úp dây cuối nào. 40k kìa mọi người, ai chăm vay 40k đây mọi người. Tí nữa em thấy đẹp mai em khoe cả làng luôn. Tí nữa là anh Thành sang bên chỗ anh Đạt đi để có ý khai. Ừ, khả năng phải thế. Đúng không? Ừ, anh có ý khai thì mày đang ý chơi được. Mình sẽ kéo sau nữa. Kéo này thì mình nữa. Nhưng mà kéo này mấy cái? Kéo này 30 cái. Ít mà. Kéo sau 50 cái. Tự ma nhỉ. Kéo sau 50 cái. Ừ, đừng có đua tôm đúng đấy chưa. Nhưng mà trước khi rời bỏ TikTok là vẫn chơi quả kéo cái đẹp đi. Éo, ai chắc thì quay đi mọi người, ai chắc thì quay màn hình đi mọi người. Dễ dễ úp dây cuối lắm. Càng quá nhỉ, chết rồi. Ôi trời ơi. Chưa thấy anh Linh vào lấy cái ai cũng được rồi. Mày đi anh ơi. Dạ anh ơi. Mày khổ mạnh hay sao có Universe đấy. Ba đúng một tay. Ba chỉ lấy một lần. Lần. Đó là cả một cái Universe đấy. Cả cái Universe đấy. Thôi nhả một kèo anh ơi. Nhả một kèo. Nhả nhả không kèo đâu. Chống này đi. Ba mình chưa. Chống này. Mẹ. Ba mình cãi à. 4 thằng thì 3 thằng giả kéo. Ông Mão mới có 20 cái, ông đã nhòi người đi kia. Anh đừng có chọc người em. Không bằng là đùa, không bằng Thành này. Em khỏe lắm. Nghe tôi em chỉ 50 cái thì em mới trúng được. Thằng khả năng phải gỡ một kèo mọi người cho em thắng Đạt đi thật. Cơ hội ngàn năm có một đấy mọi người. Xong chưa? Xong rồi anh ạ. Xong rồi, xong rồi. Có sao cay cú không? Không cay gì. Có chứ, gỡ chứ. Không phải gỡ kèo chứ. Để thôi nhá, mai gỡ. Không ai gỡ. Mai nhá. Ok. Không gỡ à? Ok, không ai gỡ à? Mai gỡ.